Ok, lên em. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục mấy con game mới thôi. Vẫn chưa biết có chơi con game gì. Nhưng mà tất nhiên là sẽ lựa những con game mới chơi rồi. Từ cái con Age of Darkness này về sau hình như là tôi chơi hết đầy đủ rồi đó. Mấy game này thì tôi cũng có mà dư một vài key để giveaway cho anh em nha. Con này có nè, giveaway nè. Con này cũng có luôn. Ensogate thì để tôi xin thêm. Nếu như có key thì tôi cũng đem giveaway cho anh em luôn. Forerunner King cũng có luôn nha, Diego, Sivet, Morlan cũng có hết. Morlan thì tôi đang mở cái đợt giveaway á. Anh em nào muốn tham gia thì điền vô cái form. Cái form chắc chút nữa là tôi dán ở dưới cái phần mô tả video luôn. Mấy game này thì chưa ra mắt nên tôi cũng chưa muốn thử nữa. Con Wacken này thì ra lâu rồi. Tôi cũng mua về coi chơi thử nó hay không. Hay thì tôi lại tiếp tục giveaway cho anh em con game này luôn. Con này là một con game dạng tự động hóa nè. Nhận cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa có chơi. Ngày mai nó mới ra mắt lận. Ngày mai ra mắt thì để mai chơi luôn đi. Hiện tại có bản demo để anh em thử trước nè. Ồ, game này có tiếng Việt luôn nha. Nó là một cái dạng game lập trình tự động hóa đầy đủ đó. Nên mà tiếng Việt vô thì tôi nghĩ anh em chơi mấy cái hầm, mấy cái lệnh này như thế này á, rất là khó luôn. Tại vì mình Việt Nam mình lập trình thì đa số vẫn dùng mấy cái lệnh của mà tiếng Anh thôi. Nếu mà dịch ra mấy cái lệnh ra tiếng Việt nhiều quá thì cũng hơi khó. Game này gần như hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ luôn rồi nè. Dev này cũng mà chăm chút phết cho con game đó chứ. Làm hai ngôn ngữ, tôi làm con game tôi hai ngôn ngữ là muốn chết rồi. Dev này rất là chuyên chăm chỉ luôn, chuyên nghiệp. Luden.io. Cái đuôi, nhìn cái đuôi là thấy rất là đậm cái chất công nghệ thông tin luôn rồi đó. Rồi, game này có thời gian thì tôi sẽ thử. Con này 28 tháng 5, trời ơi, 3 tháng nữa, hơn 3 tháng nữa mới ra mắt. Game này thì chừng nào tôi chơi xong con game này tôi sẽ giveaway cho anh em cái con Small lên. Ồ, vậy cũng dẫn bản Ali Upset đó tao. Game này đã được bắt đầu dự định mà xây dựng từ năm 2021 rồi, tới bây giờ thì cũng khoảng 4 năm, 3 năm rồi đó. Nên kéo dài thời gian Ali Upset cũng khá lâu nữa, kéo dài thêm ít nhất là khoảng 1 năm nữa. Game này thì tới 27 tháng 2 nó mới ra mắt nữa. Nên giờ chắc chưa chơi được đâu. Chơi được rồi nhưng mà sợ nó vướng ba cái thông tin hạn cấm, hạn lệnh vậy đó. Nhìn nó rất giống Game World nha. Thôi, để tôi lục coi có bản demo gì không. Chơi demo cũng được. Đâu ta. Đây, cái demo những con game đợt Steam FS tôi còn giữ đến giờ nè. Có nhiều con game chưa có chơi lắm nên bây giờ coi con game nào ổn ổn thì chơi thử. 2 4 6 8 9. Con Somat này hình như anh em hết chơi được hết rồi. Tôi nhớ dev ghi là họ kết thúc cái bản demo rồi. Cái bản của tôi là cái bản latest nên có thể vẫn còn chơi được. Có thời gian rảnh thì sẽ thử qua. Mấy con game này dev cũng lười làm một cái thumbnail riêng nữa nè. Đây coi thử game này rồi chúng ta vô chơi luôn. Ồ, một con game 2D đồ họa cũng đẹp đó chứ. Game 2D mà được cái hình hiệu ứng đồ họa hình ảnh như thế này cũng ổn áp hết rồi đó. Có điều làm cái phần audio hơi nhỏ nha. Nhìn giống mà ông già trong bộ bài mà Tú Lơ Khơ, bộ bài Tiến Lên đó. Mình có thể bắn cung rồi kéo di chuyển đồ đạc rồi đi mà tìm mấy cái dân cư của mình đó hay gì nào. Định mệnh của cái vương triều của mình thì nằm trong tay của chúng ta. Hệ thống chiến đấu cũng ngon nha. Game này được phết đó chứ. Có cả giải đố luôn kìa. 17 tháng 4, hiện tại thì vẫn đang có bản demo thôi. Cũng còn khá lâu game mới ra mắt. Được. Vô thử bản demo của game này xem. Hôm nay chắc lại chơi mấy cái demo đợt tem nét tiếp thôi. Game này là bằng Unity hết ta. Unity thiệt. Rồi không có vi sin cũng không có ghi sin gì luôn rồi nên chuyển qua chế độ cửa sổ chơi thôi.
Ngôn ngữ có rất là nhiều ngôn ngữ luôn, nhưng mà vẫn không có tiếng Việt của chúng ta. Audio như thế này chắc vừa. Widlet Medikit, Widlet Game. Rồi vô Start thôi. Phiên bản này là 0.2.16. Cơ bắp hả? Trở lại, chúng tôi cần bạn. Tôi đã làm được, bạn đã trở về rồi. Một cái linh hồn màu cam màu vàng đang nói chuyện với mình là đúng là vi vua luôn nè, đờ kinh luôn nè. Kinh này gánh tem phết đó chứ. Chuyện gì xảy ra? Sao mà lại một cái nơi đổ nát như thế này? Còn bạn là ai? Sao tôi vẫn còn sống? Đợi đã, hay là cái linh hồn phát sáng gì đó hả? Ủa đâu rồi? Cái em mà vàng vàng mới hiện lên nói chuyện với mình này, xong rồi bay màu mất tiêu rồi. Đúng là mình là vị vua ngồi trên cái ngai vương thiệt nè. Sau khi mình tỉnh dậy thì toàn bộ cái vương triều này nó sụp đổ tan hoang như thế này. Phản động à? Được là một gỗ với một sắt gì đó. Không, gỗ này không có nhặt được. Đây 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 đây. Tôi đã rất yếu rồi, chỉ có thể nói với bạn mà một số cái điều quan trọng thôi. Nói với ngài đi, kêu mình là vua mà. Tôi chỉ có thể nói cho ngài một vài cái điều quan trọng. Lại là cô à, cô là ai? Chuyện gì xảy ra ở nơi này? Hãy tìm những người sống sót và cứu lấy họ. Vô đó thôi đó hả? Để bui được cái công trình này thì mình còn phải giết địch. Cây cầu bị gãy. Cái này 0/1. Rồi rồi, mấy con muỗi. Nếu như sang ngày kế tiếp á, thì vua của mình sẽ hồi máu, quân địch thì sẽ mà ghét tao lại, nên cái khu này rất là nguy hiểm. Cái gì đây, xương sẩu không gì này à? Được ba cái ngọn lửa của hy vọng. Rất là nhiều đồ luôn, tôi cũng chả biết nó là cái gì luôn. Game này nó đi chậm quá đó. Mình cần một cái cây sẻng. Nó hiện hình cây sẻng nè. Đây là bốn cục gạch. Ủa có qua được đâu. À nó chuyển thành cái cần gạt. Chơi 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 chơi. Tự động hóa đồ kinh phết đó chứ. Cái gì đây? Dám đánh chậm hả? Chậm bổ cho chết. Mấy cái thùng này thì bự quá không đánh được. Cái này thì nó có gàu trắng này. À mình đạp lên cái nút này là sẽ kích hoạt. Rồi coi, game này thì chưa có cốt truyện gì đâu. Bản demo mà không cần quan tâm nhiều đến mấy cái đó. Sao tự nhiên nhạc nó nổi lên thấy ghê vậy nè. Bây giờ mình có thể học được cái skill đáp bằng cái cách là dùng cái gì ta? Dùng 5 cái 6 cái linh hồn này. Bên này có 3 cái nè, làm sao qua bển đi nha. 6 cái linh hồn có hy vọng á. Cái gì? Rồi nó bắn 3 tia. Nhớ nghe lắc lắc không tương tác được. Cái này là phải có cây cung, nó viết hình cây cung gì vô nè. Ủa game này không có khởi đồ hết ta? Cần là rất nhiều tài nguyên luôn, chưa đủ cái gì cả. Có ghi gương nào phải không? Gì đây? Ba cái cư dân đã tham gia vào mình. À mình đi khôi phục lại cái vương triều của mình đó. Cái này ngoài nét tay ra thì có làm được cái gì nữa không ta? Một cây sẻng.
thiếu 7 gỗ với một sắt nữa. Vua gì mà đi như mà móc bọc chị nè. Này được rồi nè. À mình có được cây sản rồi. Có ba dân làm việc cho mình luôn kìa. Đây đủ linh hồn rồi nè. Đây đây. Bạn đã chết 50 năm trước. Tôi biết bạn nhưng làm thế nào? Ngài đã chết 50 năm trước hả? Tôi đang rất là phân vân cái vấn đề này. Đã trải qua bao lâu rồi? 50 năm. 50 năm sau cái chết của mình rồi đó. Bây giờ mình mới sống vậy mà gánh thêm tiếp. Không ai biết cái chuyện gì xảy ra cả. Rồi, tôi sẽ biết cái điều chuyện mà tôi sẽ làm. Khôi phục cái vương quốc này thôi. Về nhà với anh không? À, mở được cái bản đồ này hả? Bây giờ nhấn vào những cái ngọn đèn này để mình có thể teleport nó. Nhấn M rồi ok, giờ mới có bản đồ á. Ủa chỗ này nãy mình đi xuống, rồi mình đi qua đây. Bây giờ muốn mở cửa này là phải đạp vô cái nút này. Hồi nãy là mình bị kẹt chỗ này, chỗ này. Chỗ này đủ linh hồn rồi nè. Không không, đi đường nào gần đó. Từ từ. Chỗ này đi qua thôi, đi hướng lên trên bên phải. Coi qua bên đó nó cho mình cái gì. Vua này đi chậm quá rồi. Hình như nó chỉ cho mình một cái đát thôi. Bạn đã mở được cái kỹ năng đát này nè, đúng là đát nè. Ủa đát lúc nào? Ship. Đát vào bản được không ta? Vậy đắt để đậm quá vậy. Trời ơi lừa đảo. Chọn được bãi nào? Được luôn. Chuột trái rồi, cái khiêu chuột phải của mình nó chưa có mở. Về với anh nè, những cư dân ơi. Không có cắt cảnh gì luôn hết đâu. Không có đường qua bển. Cái cung. Còn thiếu 10 gỗ nữa mới được cây cung. Rồi bây giờ mình đi farm gỗ thôi. Cái gì đây? Ê! Nó sắp chết là nó nổ ra kìa. Còn ba mấy máu hả? Không có hồi máu hả nổ chưa nổ chưa. Rồi ok, cái này thì nó cần một cái xưởng gỗ thôi, mình có thể là chế tạo cái gỗ ở chỗ này. À, dùng ba con này để chế một gỗ nhưng mà ba lô mình nó đâu chạy ít trời ơi 5 gỗ nữa 15 gỗ đủ rồi không còn nhiều đâu. Dân làng về với anh. Ủa rồi thêm một dân làng dưới này có đống đồ nè. Cái cửa này bị chặn hướng bên đây rồi. Cái cửa này cũng vậy luôn. Cái cửa này cũng vậy luôn. Ê! Trời ơi bấm lộn ơi. Bấm vô setting mà nó ra đây. Tưởng nó chơi lại từ đầu nha. Em phải có hệ thống xếp chứ. Rồi xong luôn. Thôi, pause game để tôi đi lại cái chỗ cũ. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi.
Quay trở lại chỗ nãy. Đây, hồi nãy dọn xong cái chỗ này lỡ bấm bách cho. Nổ đi, nổ đi. À, nó nổ chết đồng đội nó luôn. Rồi, đón cư dân ở đây về. Xuống đây lụm cái mớ đồ. Mình được nhiêu cư dân rồi đó. Được nhiêu mà người rồi. Nó không có hiển thị ở đâu chứ nó. Không biết rước mấy mà mấy ông ấy về làm gì nữa, có tốn tiền lương thực đồ nuôi không? Rồi bây giờ mình cần là 15 gỗ nè. Hồi nãy gỗ tôi nhiều lắm mà ta, sao bây giờ còn có nhiêu đây à? Đổi hết đi. 14 gỗ. Ừ, làm sao mà vô đó mở cái cổng được. Này 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 rồi. Còn cái cung thì chưa đủ 15 gỗ để mở nè. À, đi qua chỗ này. Sao gì ta? À, phải có cái bia gì ở bên đây nữa. Vậy là chưa đi được đâu. Giờ đây chế cái cung nè. Có cái cung này chắc mình mới đi được chỗ mới nữa. Sử dụng cái cung bằng cái chuột phải. Đứng ở đây hả? À, phải có cái gì đó để vô đây nữa, đẩy cái thùng này phải không? Không đẩy được. Bây giờ đi đâu đây? Chắc là trên này. Trên này nó có cái bia nè. Cái gì? Chữ S này á? Chữ kim nhánh. Đây. Nhặt được. Ê, 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 ê. Sắp hết máu rồi. Rồi chết luôn rồi. Trời ơi, vua ơi là vua. Biết bao này nó chuyển qua một ngày hả? Ủa? Chị thì mình đâu có mất cái gì đâu. Rồi nó mở sẵn rồi. Lựu đạn đó. Nó chạy thẳng lên cái đó là sao mà né. Cái gì đây cần là. Thôi chết rồi, hồi nãy là xài sạch hết trên này. Ủa, bức tượng với cọng dây gì qua đây vậy ta? Cái này gần 30 sắt nữa. 30 sắt thì lâu lắm. Với lại ở đây nó có cái tường nó chặn nè. Chỗ này là cái gì? Thủy sản đúng rồi. Giờ đi qua bển. Đi bằng cái đường này. Ở chỗ này nãy mình đi rồi mà. Trời ơi. À chỗ này hình như hồi nãy là đi cái đường này nó mới dưng gỗ rồi nè.
Rồi, đi xuống đây đánh lại mấy con xà lam nó mới get bao thôi. Ủa? Bắn vô đây. Bên này chế được cây rìu chặt cây vậy nè, mình lóc cái vũ khí mới. Giết hết quân địch ở đây thì mới bui được hả? Cũng chưa can thiệp được. Nổ đi, nổ đi. Cái này là cái gì đây? Một cái thương cần tới là 14 cục gạch nó lận. Còn lâu lắm. Không, cái nào cũng cần rất nhiều gạch đó cho nó. Gạch tàu đâu ra bây giờ? Nãy giờ đi chỉ thấy gỗ thôi. Ở chỗ này hồi nãy cái nhà mình trên này mà. Cái gì đây? Ê, ê. À, chắc phải có cái shield nè, mình cầm cái shield mình đứng ở đây nè, nó có hình cái shield nè, cái cây này bắn qua đâm trúng cái shield thì nó kéo mình qua bển. Thiếu hai cục gạch nữa. À, trên này có đường. Ba gỗ, đúc gỗ vô chế được cái cầu như này. Nó có 7 nè nha. Ủa, 7 này nó mở lên trên mà. Ê! Bà đó. Ghét bao nhanh. Cái này đâu có sao đâu, mình chết mình hồi nó vui máu khỏe hơn đó. Ừ, mấy con quái nó nhanh này nó bắn cũng xa phết luôn đó. Cái này giống như cái tổ vậy á. Chưa can thiệp được vô mấy cục này. Chưa qua bển để mà cứu được mấy cái dân ở bển nữa. Ở bển chờ đi. Cái này quay cái bên trái. Cái này quay cái hai bên. À hay, cái bức tượng nó chiếu vô. Thì chỉ cần để nó đối xứng là quay vô được chứ gì. Bắn vô này được không ta? Nó không có hình cái khiên lên chứ. Cái còn bốn con quái nữa hả? Giá đánh không kịp nó, kệ cho nó vui máu lại đi, với con mà có mũi tên rồi nãy giờ chết hơi bị nhiều nha, phải nhấp chuột chứ không có đè chuột luôn đó.
Rồi. Phải. Cơ đạn nó bắn rồi. Rồi đánh từ từ thôi. Thêm được ba cư dân nữa. Mấy cái cư dân này mình gom về làm gì ta? Nó không có nó nói cho mình biết tác dụng gì luôn. Cái gì đây? Bây giờ mình có thể sử dụng được cái ma thuật. Hay à. À kiểu như dịch chuyển tức thời khiên mấy cái này vậy đó. Nó còn thiếu một cái tay à đây, cái tay quay đây. Mở cửa nè. Có cách nào hồi máu không ta? Chỗ này tôi thấy ghê ghê làm sao vậy? Thôi, đào đào đào. Đi về. Chỗ này hồi nãy mình đi qua rồi. Cái khiên còn thiếu hai hai đá, chưa có đủ nguyên liệu. Đây trên này nè. Rồi, anh bị kẹt ở đây, tôi qua tôi cứu anh đây. Bây giờ phải chiếu cái bức tượng. Cái này là 23. Cái này là 12. Cái này là 13. 12. 13. Cái này xây có 3 cái luôn á. Tăng cái tầm đát không cần đâu. Tăng có hai tầm đát này tác dụng quá gì. Rồi mà có khi tăng đát thì mình đát xuyên địa hình được không ta? À chỗ này chưa có giải nè. Ủa? Trời ơi, có cần bắn cái này đâu. Ngủ đi, qua ngày hôm sau cho nó đầy máu rồi đó. Bây giờ một nồi luôn. Dây gô đam. Còn chỗ nào mình chưa đi không? Khu này thì đi gần hết rồi. Chỗ phía dưới này. À đi gửi cái cổng qua. Mở ba cái này. Cái vương miện này thì để ở đây. Còn cái này thì để dưới này. Giờ chế vũ khí đã. 9 đá mà có 8 gỗ thôi. Chế được cái khiên. Thiếu hai sắt. Vậy là kiểu này mình phải là chế được cái lò rèn hay là cái gì đó thì mới đi tiếp được. Bây giờ tạm thời qua đây đó. Gì đây? Cái cổng dịch chuyển hả? Mà hên nó để con quái à. Chơi đùa nhau thiệt á. Ủa?
Bản đồ nó rộng vãi ra, mình sang một cái khu khác luôn rồi. À đây nè, trời ơi nó rộng, trời nó hiến tế hay gì nhưng mà sát người nằm một bãi thế này. Chưa có vũ khí nữa, nó bắt mình đi đánh boss. Khó gì xong chơi. Vâng, ngày mới thôi. Ở gate bao ngay chỗ này thì đánh tới khi nào được thôi. Con này không biết sao đánh cận chiến được luôn á. Nó bắn ra cái kiểu đó, mình đâu có canh góc mà mình né được. Nó thiết kế cái chữ main menu sát bên cái chữ gate bao đó, bấm lộn cái là ra ngoài là nó mất xếp liền. Mã trà nó tên thì có 5 mũi à, mà nó bắn cái lan cái tầm đó thì không có đường nào để né được. Coi kỹ cái chiêu thức nó này, đứng xa thiệt xa rồi. Bắn một, bắn hai, bắn hai, bắn hai. Vừa hết mũi tên luôn nữa hả? À được 5 mũi tên lại nữa. Lâu lắm nó mới hồi cái mũi tên lại, đứng chờ nó hồi thôi nè. Nó có cái ống nè, tính đầu bắn lần là hết luôn chứ. Thà em máu đầy nữa hả? Không thấm nó luôn. À, nhữ nó bắn vô đồng đội đó. Đúng rồi đó, bắn chuẩn đó. Thằng mày cái mũi tên à. Gì bắn hụt không với ông? Trời ơi, giờ mới được 5 linh hồn. Những cái người sống sót ở đây đã phải chiến đấu. Giờ họ đã rất gần đến mà cái... Được cái gì? Không hiểu cho lắm. Dốt quá đọc không được. Đọc không hiểu luôn.
đi về phía phương hướng nam ấy, thì có đi về hướng nam thì có một cái nhà ngục, có một cái nhà tù cũ, bóng tối nó bao trùm cái nơi đó rồi. Bóng tối thì không ngừng cho đến khi là tiêu diệt hết tất cả những người còn sống sót, hãy cứu lấy nó, vị vua của mình, vị vua của tôi tin tưởng bạn. Rồi, cái bản demo nó chỉ có nhiêu đây thôi, chả hiểu cái gì luôn. Rồi, nói chung một con game 2D hành động chiến đấu à, có thêm yếu tố giải đố cũng mà ổn áp phết đó. Rồi chúng ta thêm ba con mới, Mini Land Demo, tôi cũng chả nhớ cái này còn cái gì đâu. Mini Land Demo. Cái gì đây? Ồ, một con game mà dạng xây dựng khá là chiêu chiêu nha. Mình dạng như quản lý một cái thành phố mini á. Dân cư hạnh phúc 48%, tiền ở đây, số lượng dân ở đây. Cái này tươi xanh đó, bây giờ mình phát triển cái thành phố mình lên nè. Quản lý cái cửa hàng của bạn, bán hoa hả? Cà phê, kem, Takoyaki, bối cảnh Nhật Bản này. Đồ họa nó rất là ngộ nghĩnh dễ thương luôn. Con Takuni kìa. Takuni là cái con mà sử dụng lá cây làm tiền, có thể biến hình đó. Coi, game cũng được hết. Bây giờ vô thử ai. Coi, con game đó bị gỡ cái demo hay gì rồi. Không chơi được. Rồi, đang hóng luôn. Hết cái sự kiện Steam Next Fest nên họ gỡ cái demo rồi. Thôi, chúng ta qua game nữa. Shinigami. Điều này không biết chơi được không? Vẫn còn cái bản demo ở đây, vậy là chúng ta vẫn có thể chơi được. 15.000 lượt follow là rất là cao luôn nha. Là 3-400.000 lượt viết list rồi đó, 3-40.000 lượt viết list rồi đó. Cái đồ họa nó chơi rất là nhiều cái tông màu nó tương với nhau. Đẹp chứ, mấy công trình kiến trúc này nó làm đẹp. Rất là ma mị luôn. Cái gì chữ à ở đây nữa gì trời, một con game thể loại xây dựng rồi, quản lý tài nguyên, mình đi là thấy quả nè, thấy cư dân đi làm việc luôn nha, phân lô trả nền luôn. Giờ làm sao để phát triển xây dựng một cái thành phố của mình được, cái này nghiên cứu cái thợ rèn mà chi tiết gì đó hả? Xây dựng đây được, game này được. Quý 1 2024. Game này ra bản chính thức luôn nha, không có demo. Được phết á. Shinigami. Game này chắc cần cái phần mềm dịch thuật rồi. Nên mở sẵn đi. Mù chữ như tôi chơi mấy game này khổ lắm. Goblin, Phúc Liệt, Fmod. Toàn những cái tên quen thuộc không à. Video test size 1.0 chấm 1 1.3 như thế này là to hơn tí, tại không có vi sinh cũng không có mà vi sinh luôn, mấy con game bây giờ hơi bị lười cái vụ này nữa nha. Audio nhạc nghe rất ấn tượng luôn. Nó chỉ có là tương đối bao nhiêu đây thôi. Số lượng file xếp tự động xếp.
Rồi chúng ta vô new game No Man's Land, không ai trên đất, còn con game No Man's Sky ấy, thì không có ai trên trời. Sao mà chữ nó bị đè lên test như thế này, hay là do tôi chỉnh mà chết rồi? Cái này hình như nó cũng lệch lệch luôn nè, để mặc định nó đi. Đó bây giờ nó đâu có vướng đâu, nhìn nó đẹp, nó hài hòa hơn rất là nhiều nè, thấy không? Đây là cái bản hướng dẫn cho mình thôi. Một nhóm những người di cư đó làm cái gì đó, dùng cái tool dịch cho nó nhanh, biến đọc chữ lắm. Một nhóm những người cái lưu vong phải rời khỏi ốc đảo của họ vì cái sự khô cằn đã ấp ủ cho đến bây giờ. Họ phải xây dựng lại một cái vùng đất mới, bất chấp những cái nguồn lực ít ỏi và cái tài nguyên của họ cũng không còn nhiều. Khí hậu luôn là cái thách thức rất là quan trọng ở cái vùng sa mạc như thế này, đầy những điều bí ẩn kỳ lạ và nguy hiểm. Victory là chiến thắng, 1.000 điểm, 2.000 điểm, à mình có ba cái mốc để chiến thắng là như 1 sao, 2 sao, 3 sao vậy đó. Thì mỗi cái thành tựu thì nó sẽ cho mình thêm cái điểm. Bui một cái trung tâm nghiên cứu thì có thể mở phá cái tính năng nghiên cứu. Rồi ok, đang load game hả? Dịch tiếp, chữ quá nhiều chữ. Trải qua là hai thế hệ cộng đồng của chúng tôi đã sống ở trung tâm ốc đảo, được bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm từ thế giới bên ngoài. Cái ốc đảo này giống như những cái mà nơi khác, bắt đầu trở nên keo hố và chết dần chết mòn. Chúng tôi buộc phải rời khỏi nó để tìm một cái ngôi nhà mới, rời bỏ cái căn nhà của chính mình. Mọi thứ thì chưa hẳn đã mất hết. Giữa những cái đồn cát mà dài, rất là dài, kéo dài gần như vô tận, chúng tôi đã tìm được một cái hồ mới ở New Lake. Cái vùng nước của họ dù mà khá là hôi hám, bẩn thỉu, đầy ô nhiễm, nhưng cũng có thể là cứu sống được rất là nhiều người khác nếu chúng tôi có thể là chữa trị được cho họ. Đúng là ở sa mạc nó khổ. Hôm qua Huy cũng chơi con game sa mạc á, With Peter gì đó, cũng đúng là khổ luôn. Cư dân của mình thì cần là nước sạch. Mình sẽ bui cái hệ thống xử lý nước này, sau đó đi vận chuyển vào đây, vô cái hồ này cho nó chuyển thành nước sạch. Đó, nước bẩn thì có thể được xử lý thành nước sạch cho mà cư dân mình có thể sử dụng. Bui một cái là phanton, khi mà cái nước sạch nó đã rửa thành hai cái nước đây, tất cả các tài nguyên thì đều có thể trữ vào kho. Như cái kho chứa nước thì nó có thể chứa hai loại nước luôn, là nước sạch với nước bẩn. Trong cái cellar là cái gì lâu quên mất tiêu rồi. Cellar là dạng như cái hầm mà chứa thức ăn vậy á, giống như mấy cái cột á, cái hầm chữ đông á. Nước, thực phẩm ẩm á, và nước sạch, cái này nước sạch nha. Là những cái tài nguyên mà cư dân cần thiết là để ăn uống, giống anh em mà chơi Farmworld là nó cái vỏ trái cây để mình nhét đồ ăn vô á. Đây là cái nhà kho nhỏ chứa tất cả các loại tài nguyên luôn. Cuộn chuột chữa, chuột phải di chuyển, không dùng WASD được hết ta, tôi quen WASD rồi. Bây giờ cái này hay là cái này? Chết rồi. À, bui một cái Phaeton. Phaeton. Một cái, bây giờ bui một cái mà tháp chứa nước. Cạnh bên đúng không? Ủa? Cái này là đâu phải nước đâu. Cạnh bên luôn đi. Bui một cái xử lý nước. Có xây được không? G. Không, không xây được. Ship, à đúng rồi. Cái này là đường. Một hai bốn năm sáu bảy, nó xây hơi bị lâu nha. Được cái đồ họa con này làm rất là đẹp chứ, nhìn mấy cái mà animation của nhân vật nó cũng đầy đủ hết nè. Có điều không có di chuyển bằng WASD như tôi quen.
Xây lâu dữ thiệt. Xong nè. Từ 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 từ. Mình có thể là ứng cử lên đến 7 thành viên để làm việc trong cái chỗ này. Người của mình nó nằm ở đâu? Có 7 người thôi. Nên một đứa được rồi. Tốc độ lên bạn ơi. Làm việc đi, những cu ly kia. Ừ? Chấm than là sao? Thì công trình hoàn thiện rồi. Hiện tại chưa có gì làm thì tập trung vô đây làm việc đi. 5 trên 5. Thôi. Cái này chứa được cả hai cái nút luôn hả? Vậy mình phải xây hai cái hả? Nút nào nãy xây đâu? Ship. Không, 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 không có xây đâu. Cái này thì chứa nước bẩn thôi, còn cái bên đây thì chứa nước sạch. Nhanh lên làm việc đi bay, thêm dân vô mà làm 40 đi. Bây giờ thì chúng ta đã có cái nước rồi, đảm bảo cho sức khỏe những người dân rồi. Tuy nhiên thì cái mùa coi dịch tuôn mù dữ mà đọc ba cái này. Bây giờ chúng ta đã có cái cơ sở hạ tầng để xử lý nước và cái nền móng để có mà hệ thống tưới tiêu lành mạnh cũng như là bền vững. Tuy nhiên bốn mùa đến rồi sẽ đi, tức là cái này nè, cái thời gian như mùa xuân hạ thu đông á, nó sẽ trở nên khắc nghiệt và khó lường hơn rất nhiều. Chúng ta thì có nguy cơ xảy ra thảm họa nếu như thu hoạch vừa đủ mà không có tích trữ. Để giữ cho tất cả các công trình chúng ta hoạt động trơn tru thì cần phải là dự trữ được đủ nước sạch để chuẩn bị dài hạn cho tương lai. Mùa ở đây nước sạch trong thành phố á, mùa ở đây là mình góc trái bên dưới nè, mỗi cái mùa thì sẽ kéo dài 40 ngày. Tất cả thông tin được ở đây sắp tới mùa khô rồi nè. Tốc độ hai cư dân vào cái ba xin là cái gì? Ủa sao access được hai cư dân? Bui hai cái, trời ơi. Đúng là cái thằng mù chữ chơi game thiệt. Làm việc nhanh lên bạn ơi. Rồi bây giờ chữ được cái nước nào chưa? 2 ngày thì mới thu được 10 nước sạch. Không có đem nước trực tiếp qua đây luôn chứ nó không có cần chữ vô chỗ này. Vậy xây cái nhà này làm cái gì trời, phí phí đúng phí. Tức là mình không cần chữ nước bẩn đâu, tại tốc độ xử lý nước bẩn của mình nó nhanh hơn là cái tốc độ mình thu nhập. Nên thành ra là không bao giờ tồn đọng cái nước bẩn hết. Nhưng mà cứ để đại đi. Rồi, mình đã có 2 cư dân. Bây giờ sơ chế 20 cái nước sạch nhanh lên. Rồi, ok. Cư dân của mình đó, bây giờ đã ngủ từ lâu ở bên dưới cái bầu trời rồi. Tránh khỏi sự tàn phá của khí hậu với bằng một cách nào đó. Chúng ta cần đặt họ xây cho họ những cái tòa nhà kiên cố. Để làm điều này thì cần những cái vật liệu và nhà kho để lưu trữ cái chữ những cái tài nguyên đó, giống như là cái gì ta, vật tư á, xây một cái nhà kho chứa vật tư để bắt đầu xây dựng những cái công trình. Nói chung tóm tắt đơn giản vậy thôi. Bây giờ thấy đá, bắt đầu đi đào đá, đập đá trồng cây. Cái này là cái thu nhập kỹ thuật tài nguyên. Bấm vô đâu, hiện cái icon thôi, biết bấm vô nào đâu. Này cắt ra đá, đá sẽ cất vô cái nhà kho.
Đá đâu? Đá đây hả? Không, đá giống cục này hơn. Ui. Cái này là cái gì? Nếu cứ đòi bấm vô đây là sao ta? Nếu ổn, cái này là dạng như cái đồ nó luôn rồi, không phá hủy được. Cái nhà kho thì phải xây ở giữa giữa cái khu này để mình thu hoạch nó rộng rãi hơn. Đây đây. Giờ nó đi như trượt ba tin nhé. Ừ, nó lấy hết cái đống này coi bộ cũng lâu lắm à. Thôi bớt 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 lại bớt lại. Hủy sao không biết hủy luôn nè. Cái này là cái gì? Không biết nó là cái tài nguyên gì hả? Nhưng thì cứ bớ hết đi. Tăng tốc độ lên. Cái này là F2, F3. F1, F2 là tăng tốc. Là nó khai thác được tài nguyên rồi nhưng mà nó chưa có chỗ để nó bỏ nó vô. Bây giờ phải xây cái nhà kho xong thì mới bỏ vô được. Chứa tất cả tài nguyên luôn. Cáp của mình là 800 lận. Nên cái đá là đâu? Cái đá là cái này phải không? Dân mình thì cần phải có cái nhà đó để làm cái gì đó. Cái nhà đó phải trong mà cái khu ăn uống rồi luôn. Cáp cái đồ ăn lên. Bỏ vô cái nhà kho này xong nó sẽ vận chuyển đến cái nhà máy chế biến rồi. Từ 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 từ. Bây giờ đá rất là nhiều. Rồi còn ba cái gì liên quan đến đồ ăn nữa không? Cái này là cái gì ta? Dâu hả? Dâu thì không có trong cái nhà này. Bây giờ bui một cái nhà cho cư dân nó ở đã. Siêu la. Sơ la là cái quái gì? Đây, cái kho chứa đồ ăn. Đây luôn nha, khu đô thị mới của chúng ta. Rồi, xây đi bay. Hai chứ. Tài nguyên của mình coi ở đâu vậy? Tôn hao này hai cái nó giống hịch khác cái quái gì đâu. Một nhà, hai nhà, ba nhà đều ba ba nè. Không khác tài nguyên cũng không khác gì cái gì luôn.
quy quy cho nó khai thác thêm tài nguyên, không có để mấy thằng này nó rảnh mà nó ngồi chơi được. Xây ba nhà trong cái phạm vi này, mình có 6 cư dân. Ủa sao bây giờ lên tới 8 rồi? À 8 với 2 là 10 lận, 10 cư dân lận. Cái này nhìn chung vẫn là nhà thôi, chỉ là nó khác nhau một tí, kiến trúc nó hơi khác một tí. Cha của mình coi mấy cái tài nguyên ở đâu ta? Cái mà thực phẩm dự trữ của mình nó mang theo bây giờ đã cạn kiệt rồi từng ngày rồi. Nhưng mà những cái loại trái cây có rất là nhiều trái cây lạ trong cái tầm ở đây luôn. Những cái thực phẩm lạ này thì ăn chúng là rất là rủi ro. Trước khi thu nhập bất cứ cái gì á, chúng ta phải lường trước những cái nguy hiểm này. Kiến thức về cái kiến thức của chúng ta thì đang bị giới hạn rất là nhiều ở trên một cái ốc đảo xa xôi. Rồi rồi rồi, rồi. Bây giờ bắt đầu nghiên cứu. Vui một cái phòng lab, sau đó cử những cư dân này đi nghiên cứu những cái này, lấy tài liệu về nghiên cứu đó, thu hoạch cắt bỏ, thu hoạch nè, còn cái này là nghiên cứu. Thu hoạch nó khác với mà lấy tài nguyên phải không? Lấy tài nguyên thì mình sẽ phá hủy nó luôn, còn những cái này á mình vét vét về á thì nó chỉ là thu hoạch thôi. Bây giờ nào mình ra đây mình thu hoạch nè, xong rồi mình chuyển vô nhà kho lần dần dần. Còn bây giờ mình thấy cắt nó thì sau một thời gian tuần hoàn nó sẽ tái tạo lại. Thì thu hoạch là lúc nào? Không được không được, bây giờ chữ của mình là quy rồi đúp. Không mấy cái cây thì chắc nó mới có tái tạo đâu. Mình tới 10 dân là phải xây thêm nhà cho tụi nó thôi. Ừ? Nó xây có hai bên hả? Bây giờ chưa có đồ ăn, chưa có nước uống nào. Phân phối làm sao ta? Đây, cái siêu la là phân phối đồ ăn đây rồi mà. Nhiều nhiều lên đi, để không có sợ dư đâu. Này chăm sóc sức khỏe. Mình có 10 điểm công nghệ thì xây vừa đủ cái này thôi. Sao nó không đem đồ ăn về ta? Đồ ăn nằm đây nè. Chúng than là cái quái gì? Ừ, bắt đầu một mùa mới rồi đó, khắc nghiệt hơn tí rồi. Không can thiệp được. Bây giờ nó có thức ăn rồi, nó chưa có nước mà. Nước lấy từ cái này không tới hả ta?
Nè, cái bộ chữ nước của mình nè. Cái cục này đây nó vướng đường thiệt á, nó đâu có cái lỗ gì nè. Nơi một nơi mà mình có thể xây được cái giếng nước. 10 trên 160 là cái quái gì? À, chỉ số mà tiện nghi. Chưa có văn hóa, chưa có kiến thức phổ cập luôn, cư dân thì cũng quá là bèo nhèo, đời sống thì cũng chưa có khổ, rất là khổ cực. Nên hạnh phúc của cư dân mới là 10 điểm thôi. Ủa cái nhà này tới 4 mạng luôn hả? Trời ơi. Sao nãy ghi là 1 đến 2 ông? Nè ông ghi 1 đến 2 cư dân nè. Rồi cấp tầng ở trên là 4. Cái công trình đó xây dựng cần 1 đến 2 người. Thiệt. Mình có 12 mạng thì xây 3 cái nhà là đủ rồi. Ý. Kệ, giá bất động sản nó không có leo thang là được. Bây giờ tụi này nó đang nghiên cứu cái gì đây? Không thấy nó làm quái gì trên vậy ta. Phần nó có hai đầu. Pit cabin là cái gì? À, mình có thể nhặt trái cây và tỉa cây gì đó. Nói chung là liên quan đến thực phẩm. Chăm sóc sức khỏe của mình. Game này phân lô kẻ nền nó hơi khó nha. Tại vì cái nhà nó xây có hai hướng à. Nó xây qua xây lại là chỉ có hai hướng thôi. Nước trong này nước sạch không? Bây giờ không biết cái này là nghiên cứu tính toán làm sao cho nó làm việc nè. Nó focus là cái gì? Trời ơi cái này giờ mới bấm được. Loga, công nghệ, văn hóa, chưa có cái gì cả. À nó đi nó tìm mấy cái vật liệu về nó báo cho mình. Cảm giác như là bị thiếu thiếu cái gì thế này ta. Đang mua cái phích này cabin nè. Ủa đâu ai? Hả? À đây nè. Mình sẽ đi nghiên cứu những cái này. Đó, chọn nó đi nó nghiên cứu mấy cái này.
Module port là cái gì đó. Chắc phải xây thêm một cái nhà này nữa. Ừ, có báo cáo về cái nghiên cứu này coi. Mấy cái này nghiên cứu rồi mà. Vậy thôi, một cái thôi. Nghiên cứu nhiều nữa thì có tác dụng gì không? Nói chung hệt nhau à, chả khác cái quái gì cả. Thôi bớt mạng lại đi. Cái chịu ẩm là cái quái gì? Cấp cấp nó tới 500 lận. Cái này hướng dẫn nó thôi, còn bây giờ làm sao? Mày sao đứng chơi thế vậy? Xuống xuống rồi ha. Cái này nó mang tính dược liệu nhiều hơn. Không hiểu hai cái web này làm cái gì đúng không? Đó biết được về mấy cái loại trái cây nè. Rồi quá nhiều thứ rồi. Tắt cái này sao vậy? Xong nè. Nó nghiên cứu theo rất là nhiều ngày luôn á, ngày này tháng nọ luôn á. Nhưng mà 2/20 là sao?
Nhận được cái điểm này nè, điểm công nghệ nè. Ủa hai cái nhà này nó là một mà. Nè. Từ đá, cái này là cái gì chứ? Bây giờ mình phân tích được cái cây chịu ẩm rồi, bây giờ làm sao để tạo ra được 20 cái hộp ẩm này? Chưa có mở được cái đó. Cái nấm khổng lồ á. Ủa cái quái này là cái gì? À cái kho mà khi mình bắt đầu trò chơi nó hỗ trợ cho mình. Cái này thì chắc là thu hái lượm nó rồi. Mấy cái nào nó cũng giống hệt nhau mà ta. Từ 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 phải xây thêm một cái nhà này nữa quá. Bây giờ cho nó đi nhặt đồ về đó. Khoan khoan khoan, mình sẽ coi cái nghiên cứu này. Những cái cây mà dâu này nè, nếu như mình nhặt nó thì nó vẫn còn dâu. Còn mình tỉa nó thì mình sẽ lấy được cái mà dạng cái gỗ này. Thu hoạch thì mình lấy được cả hai cái. Nên mình xây hai cái nhà này đi. Mỗi cái nhà là một công việc.
Cái bên trái thì Nhật, còn cái bên phải là Thùy Á. Nhật thì nó không cần nhặt sao quá đâu. Rồi nhặt mấy cái gần gần như thế này được rồi. Còn bên này là thì á. Ồ, mình chỉ được chọn một trong hai hả? Vậy là một cái nhặt một cái tỉa đây. Hai cái này tỉa nè. Còn cái này thì nhặt. Hai cái nhặt hai cái tỉa. Rồi, chia đều hai bên. Thiếu người á. Tình trạng sức khỏe vẫn ổn định. Này một người đi phân tích được rồi. Cái gì đây? Tới mùa nữa hả? Tại cái A5S online nè, chắc là sẽ chơi cái con mà đếp gốc á. Không thấy thằng nào nó ra đây nó làm việc nãy trên đó. Tài nguyên của mình đây. Xong rồi nè. Bây giờ thì mình có cần phải là chế tạo những cái công cụ thì phải thông qua cái lò rèn, hoặc là mấy cái đồ ăn thì qua nướng thịt, thịt cá thì qua cái nhà bếp. Sản phẩm thì có nhiều cái để mình làm. Bui một cái công cụ đó. Rồi 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 rồi. Cái này bắt cót, còn cái này là chu cót. Làm sao? Quýt là xây được cái nhà bếp. Cái nhà bếp này thì nó không có cần phạm vi gì cả nên cho nó ra cái khu ven đô rồi đi. Đây cho nó ra ngoài này luôn. Một cái nhà bếp. Cái lò gang. Dứng cái lỗ đó rồi trời. Ngủ đời không? Tự nhiên mọc đâu ra cây dưới đường. Bây giờ chế tạo 40 thịt và 10 cái công cụ. Mình cần chỉ cần nấm thôi. Xây thêm một cái nhà kho nho nhỏ như này. Chiên ra chứa nấm luôn. Cái này nước và rễ cây nó sẽ chế tạo ra 10 cái công cụ nước cây.
thiếu người làm việc. Ừ. Cái vòng sáng xung quanh là sao ta? Đừng có nói nó cung cấp trong cái phạm vi này thôi nha. Tôi không thấy nó làm việc chứ gì, không có nấm mà. Ủa mấy cái nấm nãy đâu hết rồi, đây nè. Đi nghiên cứu mấy cái nấm này bạn ơi. Còn cái nhà công cụ này thì sao? À nó đang chế thôi, từ từ. 30 cái gỗ này nó mới chế xong rồi. Bây giờ cái nhà này tên chỗ này nó mới đúng à. Rồi nắm báo cáo sao rồi. Nó vẫn báo cáo về mấy cái cây thôi. Nấm này thì chỉ có thu hoạch. Cái cây này thì mình cắt hay mình cắt thì nó ra được cái tài nguyên này, còn mình thái là ra được cái tài nguyên này. Rồi ok. Còn cái cây mà dạng như cái bắp cải này á, mình hái nó ra được cái thực phẩm rau củ, còn mình cắt thì nó ra mấy cái sợi. Cái nấm này thì chỉ có cắt thôi. Nhà kho này nó không chứa được công cụ hết ta. Nè chứa được mà. Thon vải sợi ghi xin thì đầy đủ rất nhiều thứ luôn. Nấm cũng để đây luôn, để nấu ăn. X4 tốc độ rồi mà nó làm chậm như rùa vậy á. Hết một mùa nữa rồi kìa. Nước bây giờ lại quá thừa thải. 400 luôn đi. Dân thì ít. Dân thì nhiều mà việc thì ít. 45 nước vui hả?
Ừ, cái này chưa nghiên cứu hả? Không thằng nào đếm đâu vậy à? Cái này nó cho mình gieo, mình phải hái nó luôn, không có cách nào khác cả, bắt buộc phải hái nó rồi. Được người thịt thì kìa, mà vẫn thiếu công cụ. 20 công cụ nè, chuyển vô kho đi. Không có đứa nào làm cái công việc mà chuyển đồ nãy cho nó. Nhanh cái tay lên, có nấm có nước rồi nè, trời nó chuyển 300 nước vô đây luôn ha. À cái này là cái kho của mình, nó mới chuyển có 4 nước vô đây thôi. À đây mấy trái dâu hồi nãy nó hái đây. Trời, còn nói chuyện với nhau nữa, đó làm việc đi. Ba đứa vô đây làm luôn. Nhưng mà thiếu đứa này rồi vận chuyển mấy cái khúc gỗ nè. Ở đâu cắt mấy trái dâu nó ra mà. Mẹ, cắt trái dâu là nó ra mấy cái này luôn mà. Nhưng mà sao vẫn thiếu nguyên liệu ta? Ba đứa đi cắt luôn rồi. Hay là mình cho nó cắt nhiều quá. Có nhiều đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy chục cây à. Nè, chục trái dâu này ưu tiên cắt đi. Hết một mùa nữa rồi, dân sắp đói gắt tới giờ này.
chế lẹ cái bộ công cụ lên 1.7 ngày nữa đó, cắt được 60 mấy cây rồi nè, nhân 2 lần lên nè. Nước ở đây sao không ai chứa vô dinh vậy, đi lấy cho nó xa, chứa nước vô đây. Rồi tụi này outbox ra đây đi chứ. Rồi đó, xong rồi đó. Bây giờ 4 người lớn, 4 trẻ em, chúng ta đã đủ cái tài nguyên sinh tồn rồi. Dịch 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 chúng ta đã đảm bảo cái sự sống còn của bản thân mình ít nhất là cho đến bây giờ, nhưng chỉ có sống thôi thì người dân sẽ không có động lực mà phát triển nữa, rất là dễ bỏ cuộc. Nhiều người đã nghĩ tiếp theo là làm gì cực nhọc mỗi ngày chỉ để mà thu nhập những cái khẩu phần ăn đầy chứa đầy những cái nước như thế này à. Nãy giờ thì đúng là có một tí thịt à, chứ chưa có thịt nhiều. Nếu chúng ta muốn duy trì cho những cái động lực cho những người dân phát triển cộng đồng cái sự sống này, thì đã đến lúc bắt đầu nghĩ về cái trại này như một cái thành phố đích thực, cần phải quy hoạch và xây dựng không gian sống chung. Rồi cái này là cái gì, làm việc nhiều thì nó mắc bệnh tâm thần, nhiều bệnh đó thì nó sẽ bệnh nó chết, mình sẽ phân là mấy cái quận huyện ra rồi sau đó chuyển chéo tài nguyên với nhau phân sau, bùi một cái nhà văn hóa. Ở đây luôn. Mấy cái này là đi co thôi mà. Hai trăm điểm hả, cho cái dân của mình nó sống phủ phê lên 200 điểm. Cuộc sống đầy tiện nghi đã diễn ra ngay trước mắt. Ủa sao cái này xây xong nó không tăng gì lên vậy? Nó còn thiếu cái này. Hai là quý đơm đó là ở đâu? Xây gần mấy cái nhà kho quá nên dân nó khá là ghét. Chừng 50. Thiếu cái nhà này nè.
Vừa lòng khá giả chưa dân này? Bây giờ dân mới độ yếu có bệnh tật nè, vô đây chữa trị. Bệnh gì thì vô đây. Có đứa vô nè, thằng này nó bị yếu, bị mệt 24 ngày. Cho nó 5 bình thuốc. Trong kho của mình là tới 300 bình lận. Luôn luôn thiếu cái cây này hết ta. Cái nhà cắt tỉa này mình cắt rất là nhiều dâu luôn rồi nhưng mà vẫn không đủ với nó. Ở đâu nó hái chứ đâu phải nó cắt, nó hái rồi mới ra được cái đó. Nửa cắt vẫn ra nè. Cái cây này bướng mẹ đi, ngứa mắt, ngứa mắt. Bây giờ làm sao cho cái khu đô thị của mình nó văn minh lên cái gì đấy? Bây giờ mình phải chọn là một cái thể loại cho cái mà khu này của mình. Sáu cái nhà dân thì chọn cái này. Đủ sáu nhà dân rồi. Nhưng mà chưa có cái nhà này. Cũng chưa có nhà này luôn. Nên chỉ thể chọn cái bên đây thôi. Dân thì không có đồ ăn chơi, nó sẽ buồn. Nhiều cái thứ ăn chơi nó sẽ vui. Nên mình để xây cái trường học ở đây. Gần vô thì nó sẽ vui hơn. Bắt đầu mà trang trí mấy cái decor cho nó. Ôi nhiều thứ quá. Bây giờ bui một cái sen ra gần gì đó. Ở đâu? Ừ, vậy đâu phải xây cái trường học rồi. Ủa cái trường học đó tiêu rồi. Ở đây nè. Này nó ngứa mắt chắc là bứng đi luôn á. Thằng này bị mệt thì đi nghỉ đi. Từ vô đây nằm đi. Hai thằng đang hồi phục. Mấy dẫn đây cái đầu nó vung vứt là đã ha. Giống mà mấy con cá mập đầu búa. Cái này luôn luôn thiếu nè. Nước thì mình rất là nhiều luôn. Nước ở đây nó cũng đẩy nhiều rồi nè. Thiếu thì một đứa làm được rồi. Biết nào mới đủ mấy cây này vậy.
Rồi, năm đứa nhóc này đi học nha. Cái nhà này hết nấm nhở. 6 người lớn và không đứa trẻ. Bây giờ cái thành phố của mình nó đã phát triển hơn một chút rồi. Có một cái hiện tượng lạ xuất hiện trên mà được người dân phát hiện ra, có những cái chấm sáng nhấp nháy ở trên bầu trời. Nó xuất hiện khi về đêm, nhất là khi màn đêm buông xuống, người dân lo sợ nó có thể là tín hiệu màu đó ảnh hưởng. Nhiều tình nguyện viên đã đến đây điều tra về cái nghiên cứu đó. Bây giờ rất là cần thiết những cái nguyên vật liệu để họ làm việc này. Rồi, mình cho họ nghiên cứu cái gì đó. Tức là những cái người ngoài hành tinh khác, có thể là đồng minh của mình đó, đang tìm đến đây. Đêm này bui một hồi nhiều quá nha. Bắt đầu thấy gói dữ rồi đó. Bây giờ bui một cái hang of nè. Nó nằm đâu? Này dạng như cái trụ sở chính của mình vậy đó. Một bên thì dướng cái bàn, một bên thì dướng cái giếng. Gần đây luôn. Bây giờ mình cho những cái người trong này đi làm cái một cái nhiệm vụ gọi là khám phá. Hết nấm rồi hả? Hết nấm thì nấu cái gì bây giờ? Nấm với nước thì mình nấu được cái súp nấm nào. Dâu với mà cái trái này. Mình không có cái trái này, không có rau củ quả gì hết. Dâu thì còn hai trái hả? Chết rồi. Dân ăn gì mà lắm như thế này. Hạt, hạt thì vừa đủ nấu một cái à. Tôi nấu cái này đỡ đi. Dân ăn lắm quá rồi. Này cho vỏ với rễ thôi. Này mới cho trái dâu nè. Nó nhặt chả được bao nhiêu cả. Nè đậu nè, đậu nè, nhặt nhiều vô. Ba thằng bị thương, 10 thằng không không có nhà. Vô dân cư hết à. Cây này bớ luôn đi. Cây này bớ luôn cho nó đỡ tốn diện tích. Đó dân bây giờ nó sống phủ phê với dân này, thấy chưa? Khám phá tìm một cái bàn cổ, bây giờ mở cái nhiệm vụ nghiên cứu. Đây, cái nhiệm vụ thám hiểm. Thêm hai ba người nữa đi, bốn người luôn đi. Dân mình bây giờ nhiều lắm rồi. Để mang dân nó ăn không nó ngồi rồi chả làm cái quái gì cả. Nghiên cứu này chưa tập.
Thiếu tre hả? Thiếu tre thì kêu mấy đứa này nó đi nó nhặt thêm tre. Cái cây này là mình không có hái, không có nhặt gì được, chỉ có là đốn nó thôi. Cái này chưa nghiên cứu nè, nghiên cứu luôn đi. Hết chân hả? Bữa nãy dư dân dữ lắm mà. Không có người vận chuyển hay gì? Rồi vui một cái nhà đi săn. Chắc nó nằm bên thịt. Nó bị phá trên cái cây nghiên cứu này. Năm thằng đang rảnh rỗi. Mất 10 ngày để khám phá cái vùng đất này. Đi 5 ngày về 5 ngày là tổng cộng mất 10 ngày. Nhiệt độ đang rất là cao luôn. Ủa cái này là chỉ số hạnh phúc của dân mình, nó đang rất là thấp luôn. 707 là cái gì đây? Sự phồn vinh hả? Mà thôi game này chơi nhiều thì thấy nó còn hơi bị nhiều thứ để mình làm đó. Tao bây giờ chắc chơi đến đây được rồi. Đây anh em thấy thành phố của tôi làm sao? Mười ngày mình có thể tiếp tục chứ không đồ ăn, gửi cho nó thêm một tí lương thực thực phẩm nữa.
chứ không có đồ ăn, nó đi cái là nó chuyển sinh luôn á. Rồi game này chắc chơi đến đây thôi. Rồi xong được 3 game, chúng ta còn 2 game nữa. 2 game này cũng làm biến chơi thôi, hôm nay gần ở đây thôi. Nói chung là chơi được 2 game rồi. Game này cũng ổn áp hết, rất là mong chờ cái ngày nó ra mắt phiên bản đầy đủ. Rồi ok, bye bye anh em.